Vâng, cửa hàng Hiếu Minh Audio xin kính chào các bác nhá. Thì hôm nay bên em có đi lắp cho cô Thanh ở tại Hà Đông, Hà Nội. Thì đây mình là không gian nhà cô mà các bác xem qua. Bác chủ nhà khoe cái bộ bàn thờ này là nguyên bằng vàng luôn. Không biết vàng thật hay là vàng giả. Và đây combo nhà bác chủ nhà thì là có một đôi loa JBL. Vẫn tiếp tục là JBL 4012 Chemnel. Và một chiếc súp PK115S của DBL Kontic. Cùng với đấy là một chiếc mic combo DB luôn. Một chiếc mic DB 550 Blood. Và một chiếc vang S700 Blood. Một chiếc đẩy 3 kênh 2610 cũng không xa lạ gì với các bác những combo này rồi. Và sau đây thì mời các bác nghe và thưởng thức âm thanh sau khi em setup xong bộ dàn này. Từng nói đi trên phố vắng, bước chân lên giữa không gian hoang hồn thua màn đêm. Đứng trên trên sóng nhìn xuống đồi cao, hàng cây nắng màu đen. Giờ đây hơi sương giá buốt, biết ai thương bước cô đơn. Một người đi trong sương dần. Đã làm thấy có nghe chẳng cảm đi, không tin đâu giang dở. Người đi trong phố cô đơn, khách du tìm đến thành phố hoàng thân, nhặt cây nắng màu buồn không bên bờ, gần nhau xa.